Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình về đây với con suối của xóm Vỏ, xã Xuất Hóa. Thì ở đây mình có được gặp gỡ với một bạn gái, người con xứ Mường. Và bạn đấy cũng cùng trải nghiệm với Lệ Thơ cũng như là tất cả mọi người ở đây. Và hôm nay mình đi với cả người Mường bốn phương. Và mình sẽ được trao đổi cũng như là chia sẻ với bạn gái này. Bạn gái này thì theo như mình được biết thì là người ở đây, thì trong một cái con suối rất là trong xanh mát mẻ. Và mùa hè này chắc là tất cả các bạn về đây cũng tắm mát ở cái dòng suối này, theo như mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ là có cái bạn quê hương ở đây thì mình có thể là hỏi thăm bạn ấy là mùa hè này là như thế nào nhé các bạn nhé. Và bạn ơi, bạn có thể là cho mình nhớ biết là bạn tên là gì và là người ở đâu không ạ? Xin chào tất cả các bạn, cùng với chào anh ạ. Em xin tự giới thiệu là em tên là Quách Thị Hiếm, sinh năm 2003. Hiện tại là em đang học lớp 12 trường trung học phổ thông Quyết Thắng ạ, Lạc Sơn, Hòa Bình ạ. Thế là bạn quê là ở đây luôn ạ? Vâng, quê của em là ở đây ạ, ở xóm Vỏ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ạ. Bạn Hiếm, bạn là người ở đây luôn nhé các bạn nhé. Và hôm nay mình được về đây, về với con suối này trải nghiệm để tắm mát cũng như là hưởng thụ những cái dòng nước trong lành, trong mát nhất để cùng hòa mình xuống cái dòng suối này nhé mọi người nhé. Và bạn Hiếm, bạn cũng là một con người được sinh ra ở nơi đây. Và bạn đấy là, bà là cái dòng suối này rất là mát mẻ và được rất là nhiều các cái thanh niên là cứ đến cái mùa hè là tập trung về đây để tắm mát. Và tí nữa các bạn hãy theo chân của hai anh em sẽ vào tận trong sâu trong kia, trong cái thác nước trong kia nhé các bạn nhé, để trải nghiệm là con suối này nó mát mẻ như nào nhé mọi người nhé. Thank you.
chào tất cả mọi người. Hôm nay mình được về với con đập cỏ. Con đập rất là trong lành và mát mẻ. Và đây là có hai bạn gái đang là học sinh của trường Quyết Thắng và cũng đồng hành với Lữ Thư cũng như là người Mùa Phương hôm nay. Và hôm nay hai bạn này thì trải nghiệm với người Mùa Phương và Lữ Thư thì các bạn đã biết là đứng giữa cái con đập và trong anh mát mẻ này các bạn có cảm giác như thế nào, các bạn có thể chia sẻ cho anh Lữ Thư cũng như là mọi người không? Đứng giữa ở chỗ khoảng giữa của đập cỏ và nhìn anh Lệ Thơ, em thấy cảnh rất là đẹp luôn. Và đặc biệt nhất là có anh và em và chị nữa, phải còn đẹp nữa. Và thì mình rất là cảm ơn hai bạn đã cùng đồng hành với mình nhé. Và hai bạn có thể gửi một lời chào đến Lệ Thơ không ạ? Có ạ. Chào tất cả mọi người nhé. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.